Em đi chơi thuyền trên thao cầm viên. Đây là ngôi nhà sang trọng của các cô chủ xinh đẹp trên đó đó. Sao có nhiều con gián trong này quá vậy? Ai ai, cái đi quét khúc bụi thôi. Trời ơi, mấy bạn nhìn mấy con bụi nè, ghê không? Thiên Channel. Wow, anh Hữu Nghệ hay quá à. Anh Hữu Nghệ anh bắn cung tên kìa, chuẩn bị anh bắn cho rơi hết 8 cái mặt trời để lại một mặt trời cuối cùng thôi đó. Mấy bạn còn nhớ câu chuyện này không? Nếu các bạn không nhớ thì hãy đón xem phim Cổ tích chị Hằng Nga trên kênh Ken Channel nha. Hay lắm đó. Út ơi, em làm gì vậy? Trời ơi, sáng ra ngồi coi tivi sướng quá ha. Chị Hai nói rồi, lớn thì làm việc lớn, nhỏ thì làm việc nhỏ. Mau vào phụ chị dọn dẹp nhà cửa đi. Sắp Tết tới nơi rồi. Chị có mối làm ăn mới đó. Chị nghe cái nhà bên cạnh đang cần người phụ dọn dẹp nhà cửa để đón Tết. Em có muốn đi làm chung chị không? Mình kiếm thêm tiền để mình mua quần áo mặc Tết. Sắp tới Tết rồi. Ây da, quên lấy cái khăn rồi, để đi vô lấy cái khăn để lau bàn đã. Cái gì? Chị Hai nói đi làm hả? Trời ơi, đi làm kiếm tiền. Ở nhà coi tivi sướng hơn. Làm ở nhà đây còn chưa quét dọn xong, đi qua cái biệt thự kế bên. Biệt thự nó bự như gì vậy? Dọn chắc tới sáng luôn quá. Ây da, bỏ cục rác này vô đã. Thôi, chắc mình phải trốn chị ba quá. Chứ không hả, chị ba bắt mình đi qua phụ nữa. Thôi, trốn vô đây đi, không có đi làm việc đâu, Út ơi, em đâu rồi? Trời ơi, nó đi đâu nữa mất tiêu rồi. Thôi, mình đi đổ cái thùng rác này, rồi đi qua cái biệt thự dọn dẹp đây. Rủ Út mà nó không đi thì thôi, Tết nó không có tiền mua quần áo đẹp, ráng chịu. Suy nghĩ lại. Không. Nếu mà bây giờ mình không đi phụ chị ba thì tới mình đâu có tiền đâu. Lấy gì mà mua quần áo đẹp mà mặc đây ta? Chị ba ơi, đợi em với. Chị ba cho em đi phụ với chị ba nha. Em cũng muốn làm để kiếm tiền. Được, đi qua làm phụ với chị đi. Nghe nói cái biệt thự đó có cô chủ cũng dễ thương lắm. Vậy hả chị ba, vậy chắc cũng ít việc lắm á. Mình làm xíu rồi mình về. Chắc chị Hai không biết đâu. Ủa, chị Hai cũng khuyến khích tụi mình mà. Mình nhỏ thì mình làm việc nhỏ đơn giản thôi. Vậy thôi đi. Đứng đây đi, chị đi lấy xe đạp chị chở em qua. Cái biệt thự cũng ở xa xíu để chị chở nha. Đứng đó đi. Dạ. Rồi, lên xe chị chở đi nè. Ây da, cái xe đạp chị Hai mua hơi cao. Chị còn lùn quá nên chưa thể nào mà leo lên đạp nhanh được. Vậy giờ sao, chị ba chạy được không? Được, mỗi ngày chừng đạp xe đạp đi học mà. Rồi leo lên đi. Dạ, đợi em xíu. Huyền nhớ không? Dạ. Em đi chơi thuyền trên thao cầm viên. Nè, tới rồi, biệt thự đây rồi nè. Đây là ngôi nhà sang trọng của các cô chủ xinh đẹp trên đó đó. Bây giờ mình vô mình dọn đi. Dạ, để em vô em gặp chị chủ đã. Chào bé Chibi Trắng. Em dọn giúp chị cái nhà bếp nha. Dạ. Trời ơi, chén dĩa ăn từ hồi nào mà không rửa vậy? Mỗi ngày ăn xong phải rửa chứ. Chị Hai có dạy muốn rửa chén sạch sẽ thì mình phải dùng xà bông nè. Dùng cái miếng bùi nhùi để mình chui, quét. Chỗ nào cũng quét hết cho nó sạch. Đây là cái muỗng đó nè. Chén cũng vậy, muỗng cũng vậy, dĩa cũng vậy. Rồi xong, bây giờ mình xả nước lại là nó sạch xà phòng là xong thôi. Cái chảo cũng sạch luôn rồi kìa. Chưa sạch, còn một xíu nữa mới sạch. Rồi xong, bây giờ mình phải ốp chén dĩa lên trên kệ nữa. Như vậy thì công việc rửa chén mới hoàn thành được. Cái nĩa nè, cái muỗng nè. Cái chảo thì treo bên này. Rồi xong rồi. Thích quá. Làm việc cũng vui chứ bộ. Hồi nãy chị chủ còn kêu mình dọn cái tủ lạnh nữa. Trời, cái tủ lạnh này sao có nhiều con gián trong này quá vậy? Con gián nè. Trời, đồ ăn từ hồi nào vậy? Nó bị mốc, bị hư hết rồi. Mình phải dục vô thùng rác thôi.
chứ cái này mà ăn vô là đau bụng đó. Cái miếng bánh mì sandwich còn nổi rêu lên luôn rồi nè. Còn cá thì cũng bị lên móc luôn. Trái chuối thì bị thâm đen hết rồi. Trời, chai sữa nè, chai sữa nó thành da ua luôn rồi đó. Mà da ua này ăn không có được. Cái cà chua cũng bị hư rồi, trái chuối cũng bị đen luôn rồi. Thôi không xài được cái nào hết trơn á, phải quăng lại hết. Ủa cái chị chủ này nhìn xinh đẹp mà sao nhà cửa chị nó dơ dữ vậy ta? Bộ chị không có dọn dẹp hả? Thôi, bây giờ mình phải dọn cái tủ lạnh thôi. Làm cái kệ lên nè, rồi bây giờ mình sẽ lau chùi cho nó thiệt là sạch sẽ, bắt những con vi khuẩn trong này ra luôn. Ây da, cao quá, mình phải với lên. Nhảy lên, rồi. Cẳng lên rồi. Chị ba ơi, em làm xong rồi. Nè, chị ba mới đi chợ về, em bỏ lên đi. Dạ. Trời, chị ba mua cái bánh ngon quá ha. Bánh mì này cũng ngon nữa. Cà rốt, trái chuối nè, trái táo nè, nước dâu, này là nước ép dâu á. Còn đây là nước ép cam nữa nè. Wow, chị chủ trả tiền kìa. Chị chủ khen mình làm giỏi đó. Chị ơi, em làm xong rồi, bây giờ làm gì nữa? Giỏi lắm bé cưng. Em vô phòng ngủ chị dọn giùm cho chị đi. Nó bị dơ quá. Trời, cái gì vậy? Chị này chỉ ở chung với mấy cái con bụi luôn hả? À, chị cầm giùm cái bình đi cho em vớt con cá ra trước đã. Rồi, được rồi. Rồi, bây giờ chị để nó đâu đi? Để em vệ sinh cái chậu cá đã. Trời ơi, cái chậu cá gì mà bao nhiêu ngày rồi chị không dọn vậy? Rêu nó mọc lên đầy luôn rồi nè. Bụi thì bên ngoài bám vô, còn bên trong thì rêu mọc. Ai, bây giờ mình lau chùi trước ở bên ngoài đã cho nó sạch bụi. Nhà chị này ở biệt thự mà sao bụi dữ vậy ta? Rồi, xong bên ngoài rồi. Trời ơi, cái bình này nó bị lủng. Chị ơi, nó bị lủng trước rồi nha, chứ không phải em làm lủng đâu nha chị. Rồi, hên quá, xong rồi. Thôi bây giờ mình phải dọn dẹp bên trong đã. Mình sẽ lấy rêu ra, chứ không cái rêu này nó sẽ làm nước bị dơ mất. Trời ơi, rêu nó bám lên đầy nè. Trong này cũng có san hô nữa chứ bộ. Rồi, cho cái lâu đài này vô luôn để trang trí cho con cá nó có nhà nó ở. À, đúng rồi. Để xíu nha em cá, để chị tô màu cái lâu đài nha. À, chị Chibi trắng thì thích màu hồng nên chị sẽ sơn cái màu hồng cho ngôi nhà này. Sơn. À, nhưng mà nguyên căn nhà màu hồng thì kỳ quá. Thôi đợi xíu. Để chị lấy màu khác, chị làm cái nóc nhà nha. Màu vàng đi, màu vàng của mái ngói nè. Rồi, sơn lên. Còn cái cuối nữa, xong. Rồi, chúc em cá có một ngôi nhà thiệt là đẹp. Xong rồi chị ơi, chị trả tiền cho em nè. Trời ơi, còn cái này là cái gì vậy? Cái phòng ngủ của chị á hả? Hai cái giường của chị màu hồng kìa. Đồ chơi thì chơi xong không có dọn dẹp vô. Rồi rất tùm lum dưới sàn á chị. Thôi mình phải gom lên lại đã. Tất vớ thì bỏ vô rổ nè. Con chim nhờ bông thì bỏ vô cái thùng đồ chơi. Con gấu cũng bỏ vô thùng đồ chơi. Đâu để coi. Bức tranh hả? Bức tranh phải treo lên nè. Đâu để coi. Mấy cái này là trong đồ dơ. Gối thì phải đặt lên giường. Bình bông thì phải đặt lên bàn. Quả banh là đồ chơi. Đồ chơi là toys. Bỏ vô. Cái sàn nhà dơ quá. Bây giờ mình phải đi quét khúc bụi thôi. Trời ơi, mấy bạn nhìn mấy con bụi nè. Ghê không? Đi mấy con bụi. Đi mấy con bụi. Đi. Ai, bây giờ mình phải hút bụi đã. Các bạn nhìn không, cái nền nhà nó bụi khóm rồi bụi à. Hút vô, đây là cái máy hút bụi. Nó sẽ hút vô cái máy này, sau đó mình sẽ mang đi đổ thôi. Ây da, hình như đây là cái tấm thảm. Ở dưới chắc chắn nó dơ lắm nè. Mình phải cuộn lại rồi hút tiếp thôi. Biết ngay mà, cái này nó dơ kinh khủng luôn. Rồi, sạch rồi. Trời,
Chị chủ nè, ngủ còn bày đặt giỡn với gối bông làm gì mà nó bị bẻ ra rớt bông gòn tùm lum hết nè. Thôi sạch luôn. Chị ơi, xong rồi. À, chị ấy thưởng tiền cho mình kia, còn thưởng kim cương nữa. Các bạn ơi, trong cái lâu đài này còn rất là nhiều chỗ nữa. Không biết những chỗ đó có dơ không, có cần Chibi Trắng dọn dẹp không nữa. Các bạn nhớ đón xem tập sau nha. Bé Na đang làm nhanh lắm để cho Chibi Trắng vô dọn dẹp tiếp đó. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Cảm ơn các bạn.